Hai vòng. Một bộ sờ chiếm trọn sự yêu thích của các quý khách hàng, được bán chạy nhất ở những năm gần đây. Thì tại sao nó lại được hot và được rất nhiều các quý khách hàng tin tưởng, lựa chọn để về kê vào trong một không gian nội thất phòng thờ thêm phần sang trọng và đẳng cấp? Và ngay bây giờ đây xin mời các quý khách hàng cùng theo Hương để biết thêm chi tiết về thông số của bộ sản phẩm trên ạ. Và trước màn ảnh của các bác đây đó chính là một bộ vua sập thờ Mai Điểu. Và với một bộ sập thờ này được cơ sở bên em làm hoàn toàn trên nền chất liệu gỗ quý và có giá trị, đó chính là dòng gỗ vụ Lào truyền thống các bác nhé. Và với một bộ sản phẩm này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 32 triệu đồng. Cho dòng bệ là dày 12 phân và phần chân là 26 phân các bác ạ. Và kích thước của một con bàn này chiều dài đó chính là 2m17 và chiều sâu là 1m07 và chiều cao của một chiếc bàn này đó chính là 1m17 các bác nhé. Và điểm nổi bật của bộ sản phẩm này đó chính là phần dạ tiền và phần chân tiền của bộ sản phẩm được cơ sở bên em chạm khắc thủ công bằng tay 100% các bác ạ. Và phải là nghệ nhân tại làng nghề mộc La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định mới có thể chạm khắc được một mẫu đục vua sập thờ sắc nét tỉ mỉ và trau chuốt như thế này các bác nhé. Và với phần dạ tiền dày 12 phân liền nguyên khối đang được cơ sở bên em đục theo mẫu là Mai Điểu, mẫu vua sập thờ cực kỳ là đẳng cấp luôn đấy các bác ạ. Phần dạ tiền của bộ sản phẩm này được cơ sở bên em làm là dày nặng dày 12 phân liền nguyên khối và chiều rộng đó chính là rộng 50 phân. Và để thổi hồn của bộ sản phẩm này thêm phần đẳng cấp hơn thì đều được bàn tay người thợ mộc trau chuốt tỉ mỉ và phải là những người thợ có tâm thì mới có thể đục được những bộ sản phẩm vua sập thờ kênh bông truyền hồn như thế này các bác nhé. Và các bác cùng em chiêm ngưỡng này, ở phần dưới cùng được cơ sở bên em đục với đôi chim điểu đang trao mồi cho nhau, vô cùng là truyền hồn và rất sinh động đúng không hả các bác? Rất là chân thực và sống động ạ. Kèm theo là hàng trăm bông hoa mai đang đua nhau khoe sắc nở rộ. Mẫu vua sập thờ Mai Điểu là tượng trưng cho bình an, an vui, hòa thuận và sức khỏe. Một bộ sản phẩm này còn mang ý nghĩa về cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no. Những bông hoa mai được cơ sở bên em chạm khắc rất chân thực, rất tươi tắn đúng không hả các bác? Nó tượng trưng cho một khởi đầu mới, một năm mới thuận buồm xuôi gió. Bên dưới được cơ sở bên em đục với đôi chim, hai con chim điểu. Và phía cuối cùng được cơ sở bên em chạm khắc là một cây đào với ba quả đào rất kênh bông và sắc nét các bác ạ. Và rất ít cơ sở có thể đục được mẫu chân có hình ảnh là rơi ngậm tiền như ở bên cơ sở em các bác ạ. Những cành cây hoa lá đều được rất kinh bông. Mẫu đục có hai chim, vô cùng là đẹp các bác nhé. Và tiếp đến là phần cổ của bàn thờ này thì đang được cơ sở bên em đục thủng và dày 5 phân liền nguyên khối các bác ạ. Và phía hai bên được cơ sở bên em đục theo đôi là gốc mai già hóa rồng và ở giữa đó chính là một chiếc cuốn thư. Và phía dưới được gọi là phần cổ măng, được cơ sở bên em đục với đôi rồng trúc đang trầu nguyệt, cực kỳ là ý nghĩa các bác nhé. Và hai bên ngoài cùng này được cơ sở bên em đục theo là hai con nghê, vô cùng là đẹp. Và tiếp đến là phần mặt của bàn thờ đang được cơ sở bên em làm là dày 5 phân và ván bên trong là dày 2 phân các bác ạ, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Và với một chiếc bàn thờ này thì được cơ sở bên em bổ là mộng sập nhé các bác nhé. Bổ theo lối là mộng sập, cực kỳ là chắc chắn và dày dặn. Và tiếp đến là hai vế vai ngang của một chiếc bàn thờ này thì được cơ sở bên em đục theo đôi song long. Và phần vai ngang được cơ sở bên em làm là dày 10 phân các bác ạ. Và cũng được cơ sở bên em đục theo tích là mai điểu, cực kỳ là đẹp và sắc nét các bác ạ. Và sau đây các bác cùng chiêm ngưỡng những bộ sản phẩm sập vụ ngồi ở bên cơ sở bên em. Và hiện tại em đang có mặt tại cơ sở 2 có địa chỉ là số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và cơ sở 1, cơ sở 3 của em đều có ở địa chỉ là khu công nghiệp 1 làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và bên cơ sở bên em có nhận hàng đặt theo yêu cầu theo kích thước không gian của mỗi gia đình nhà mình. Và các bác quan tâm yêu thích những bộ sản phẩm bên cơ sở bên em thì hãy liên hệ kết nối ngay với em qua số hotline để em luôn trực tiếp tư vấn những bộ sản phẩm sập vụ Lào phù hợp nhất đối với không gian nhà của mình cũng như là phù hợp nhất đối với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nhà mình các bác nhé.
Và em xin kết thúc buổi live stream tại ngay bây giờ và hẹn mọi người tại một video tiếp theo.